nhân phan minh nguyệt bất khả đắc, nguyệt hành khước dữ nhân tương lùy. Người thường không thể giới được dần trăng sáng, trăng đi đâu thì vẫn cứ theo người. Cô Chắc à, cô Chắc, cô Chắc, cô Chắc à, tôi chờ cô nãy giờ. Sao hôm nay cô ngủ sớm vậy? Tôi đang tính tìm cô để nhờ cô giúp tôi. Cô ơi, tôi không thể nào nói chuyện được với Trình tiểu thư. Rốt cuộc thì chỉ có mình cô mới giúp được tôi thôi. Tôi xin cô mà, hãy giúp tôi lần này đi. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Làm ơn đi mà. Anh Phan, em mới là Kim Xuyến đây. Em đã nhìn thấy tiền kiếp của mình, em đã nhìn thấy anh, em đã thấy những gì trong đêm trung thu, em đã thấy những gì xảy ra trong đêm đó, cái đêm mà động vọng qua chút. Em nói sao? Em là Kim Xuyến chuyển thế sao?